Thưa quý vị, sau khi xảy ra vụ cháy lớn tại bãi rác Khánh Sơn vào chiều ngày 13 tháng 6, công tác quản lý bãi rác càng được tăng cường hơn. Hiện các đơn vị chức năng đang triển khai các giải pháp để khắc phục hậu quả và tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại bãi rác Khánh Sơn. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, nguyên nhân vụ cháy bãi rác Khánh Sơn là do khí metan trong quá trình chôn lấp tăng đột biến. Bên cạnh xử lý trực tiếp tại vùng cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng yêu cầu đơn vị thi công dự án nâng cấp cải tạo bãi chôn lấp Khánh Sơn, tập trung ưu tiên thực hiện trước hạng mục lắp đặt hệ thống thu khí ga tại khu chôn lấp. Trong cái dự án nâng cấp bãi rác thì các hợp tác số 1 tới số 5, từ hợp tác số 1 tới 5 sẽ có 41 lỗ khoan sẽ thực hiện theo cái tiến độ cao trình. Tuy nhiên dưới tính chất cấp bách như hiện nay thì cái lượng khí ga nó phát sinh ra nhiều. Thì Sở Tài nguyên Môi trường đã chỉ đạo ban lý và là khẩn trương thực hiện ngay, không chờ phải đủ cao trình và thực hiện ngay từ nay cho tới đầu tháng 7 là khẩn trương triển khai thực hiện khoan ống thu hồi khí ga. Hiện tại, qua kết quả quan trắc, lượng khí metan phát sinh từ quá trình chôn lấp rác tiếp tục thoát ra nên có nguy cơ cao sẽ phát sinh cháy trở lại. Do đó, bãi rác Khánh Sơn đang tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chỗ và quản lý mọi hoạt động diễn ra trên khu vực bãi rác theo đúng quy định. Đối với những khu vực mà công ty môi trường đô thị đang vận hành chôn lấp rác thì ban lãnh đạo công ty cũng đã chỉ đạo xí nghiệp khẩn trương khảo sát các điểm xung yếu nhất ở các vùng đổ, phải lên thiết kế lắp đặt bồn chứa nước, mỗi bồn là dung tích chứa là 5 khối, lắp đặt toàn bộ hệ thống dây dẫn luôn luôn sẵn sàng trong tư thế khi có sự cố xảy ra thì phương châm tại chỗ, dập trước khi gọi cho các cơ quan chức năng đến dập tắt. Bãi rác Khánh Sơn thường có khoảng 300 người nhặt rác. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, cùng với việc tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống dịch tại bãi rác cũng được duy trì. Mọi người ra vào bãi rác luôn tuân thủ nghiêm các quy định của xí nghiệp quản lý bãi rác đưa ra. Bà hỏi chừng cứ bị hè cá đến qua cá thường họ bị cứ tại nên bẻ này thường như thế. Về trong má mà chỉ phải chống dịch. Bãi rác Khánh Sơn hiện tiếp nhận hơn 1.100 tấn rác mỗi ngày. Đây là bãi tập kết xử lý rác thải duy nhất của thành phố Đà Nẵng.